giờ này nói tới mấy chú là biết kêu là tôi bước cái chân ra ngoài thì tôi có đi vận động mày để sao quá rồi cái né rồi rồi giống hồi nãy đi luôn, thấy cao lên
tay vậy, có giữ nó luôn chứ nó không vậy. Thấy chưa, thấy là đánh không? Đấy, mà đánh cho được luôn nha. Rồi, chào. Bây giờ tới con bánh đó. Thấy con đó. Rồi con muốn chém, con muốn đánh về nó tùy con. Thì cứ thấy đúng không? Đúng lắm. Thấy đúng rồi. Rồi, nó chụp tay đó. Đó đi. Để vô cái tay chụp ra là được chưa? Bước ra ngoài, bước ra. Bước chân ra ngoài. Chụp cái tay người ta đi, chụp chụp nó vậy. Để đủ rồi. Chụp ra lên. Chụp vô. Ra bàn chân kia đây nè, bấm cái người ta chân trái nè, bấm vô kéo nỉ ra sau lưng, đi hết ra sau lưng nè, nắm cái vỏ rồi chứ mày xuống đi em con được cho đuôi chân đi về đẩy tới mà sáng vô đuôi lên nè rồi chọc sao chọc sáng lần lại đi. Nhìn chờ đòn đánh đi. Không nhìn đâu nữa chưa. Kéo cái này đẩy xuống cái kia kéo rồi. Nghe đâu mà kia. Nó mới đi luôn. Được rồi, được cái này quá á. Bước từ từ đi. Bước ra tuốt mày kia kìa. Giờ lên là phục nè. Đẩy cái này đẩy lên nè. Lại kìa. Chụp cái tay vô. Chụp bên trên, chụp lên. Đẩy. Cái tay nó chụp lên, tay sao còn đổ tay. Không có đổ cái tay này. Cái tay này bị nóng rồi. Bây giờ mình gỡ tay này lên. Giờ kéo lên. Đẩy cho nó vô rồi. Chào đi. Chào. Con kiếm phong ra người kia tập cái đầu biết kêu ra phong vậy đó. Kiếm phong vậy đó. Rồi thì vô đi. Mình đâu ra đi coi. Mình với Quy ra đây. Nhanh lên. À lát nó ra lát vô vô. Lát đi gái hả? Go. Cool.